Ok, này mình sẽ chia sẻ mọi người cách sử dụng cái điện thoại này thành cái webcam cho cái máy tính này ha. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng của một cái bên thứ ba ha, để kết nối giữa cái điện thoại này với cái máy tính này ha. Thì trên cái điện thoại ấy, thì mình vào cái CH2 ha. CH2. Xong mình sẽ gõ cái tên ứng dụng này nè. Gõ nhầm, mình sẽ gõ cái ứng dụng là nó có tên là này nè ha, này chúng ta sẽ gõ cái tên ứng dụng là Redecon nè ha, Webcam for PC ha. Nó sẽ cài đặt ấy, nó nhầm cái thằng, không phải thằng OBS đâu, thằng này thằng trên đó ha. Rồi mình sẽ cài đặt nó, chấp nhận một cài đặt nữa. Đấy, đợi nó tải về nó cài đi. Đây, sau khi tải xong rồi mình sẽ ok mở lên ha. À, bây giờ trên cái, bây giờ là trên cái điện thoại đúng không? Điện thoại. Bây giờ trên cái máy tính nào. Máy tính thì mình cũng tải cái phần mềm tương tự ha. Mình tải cái phần mềm của thằng đấy luôn. Ha, để tải cam cho PC ha. Xong mình tải về, mình bấm vào mình tải về, tải về xong mình cài lên ha. Cái đường internet của mình hơi yếu đây ha, à, giờ tải cái này về, tải về xong rồi cài xuống thôi ha. Bấm nào. Đấy, sau khi mà tải về xong rồi cài lên á, thì mình sẽ mở nó lên ha. Đây nè, nó có đây nè, đi đây con silen nè ha, ta nhấp vào nó đấy thì nó ra cái bảng này. Nha, nó ra cái bảng này nè, nó sẽ nhớ cái IP này với lại cái port ha. Đó, rồi trên cái thằng điện thoại này cũng vậy, trên thằng điện thoại nó sẽ bấm lắp nè, nó ra cái gì đấy bấm go hết. Rồi trên điện thoại này nó cũng sẽ ra cái IP của điện thoại này ha, tức là bây giờ mình chọn cái cách kết nối này, ha. Thằng này nó sẽ có cái kết nối gì, kết nối qua wifi này ha. Đây. Và cái thằng này là kết nối qua Zigbee. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái cách kết nối là kết nối qua wifi ha. Đây là cái IP của cái máy này nè và cái IP của cái điện thoại. Bây giờ muốn kết nối với cái, bây giờ mình muốn kết nối với cái điện thoại này thì mình phải nhập cái IP của cái thằng điện thoại này vào đây ha. Đó, tức là nó đang kết nối qua mạng. Kết nối qua mạng thì nó dựa vào đâu? Dựa vào cái IP này để biết cái điện thoại này nè. À, thì cái thằng điện thoại này nó sẽ có cái mã IP là chấm 1 này, chấm 5 ha. Thì mình sẽ nhập chấm 1, chấm 5 vào đây nè. Nó còn cái port, port đây nó cho 4477 nè ha. Đấy. Rồi, start. Rồi, start. Đó, à. Bây giờ nó kết nối được rồi đó. Đó, à. Mình đang quay nè. Đó, này. Đó, từ điện thoại nè. Đấy, à. Quay ra ngoài kia. Đấy. Đó, ha. Đấy, vậy là mình đã sử dụng được cái điện thoại này làm cái webcam ha. Cái này giống như chúng ta đang quay, chúng ta vừa vừa làm cái video clip đó, chúng ta làm video clip thì chúng ta sử dụng cái webcam ở đây nè. Cái này là quay, giả sử chúng ta quay đấu nối các thứ gì bên ngoài như vậy nè, quay đấu nối bên ngoài. Còn cái này chúng ta sẽ vẽ hình, chia đôi cái màn hình này ra, chia đôi cái màn hình, để hôm sau mình sẽ chia sẻ ra cách chia đôi cái màn hình máy tính này ra. Đầu bên chúng ta sẽ để cái webcam này nè, webcam từ cái điện thoại nè, và bên này chúng ta sẽ để cái file của chúng ta muốn làm. Nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, chúng ta sẽ tận dụng được những cái điện thoại mà cái iPhone nó thì cái camera nó nét hơn. Đấy, như vậy thôi. Đấy, nào chúng ta muốn kết thúc thì chúng ta tắt nó đi thôi. Nó còn có nhiều cái lắm, xoay hình, lật hình, các thứ gì, đủ thứ trên này. Đó, ok. Mình sẽ tạm dừng ở đây nhé.